cây này muốn chết luôn á nè. Bông dâm bụt hả này? Dâm bụt. Hôm nay chùa làm cái ra thấy rộng lắm cả nhà. Tính ra làm rộng thấy thoáng mát ghê ta, đẹp luôn ghê. Để khách khứa đến chủ yếu là người tài trợ để cho lịch sự cho đẹp đúng không? Còn ở trước để dành cho học sinh sinh viên rồi. Ấy đó là bông chờ bông nó có ánh nắng nó mới ra bông rồi đem vô mắt được. Còn giờ mình nó không có ánh nắng không ra bông. Cái Dạ. bông sống đời với một số bông là phải có nắng, nắng Dạ. càng dữ nhưng mà tưới nhiều thì nó ra bông ra lá. Còn cái Dạ. loại còn mà mình muốn đem vô là có bông rồi mình mới đem vô. Bông mới trước là nó mọc tốt không chưa thầy? Tốt hết rồi phải không? Tốt hết rồi giờ chỉ Thầy có đợi tay nó chăm lớn sóc ra ghê bông ta. ra bông nữa thôi. Này để tủ lạnh để trứng. Đem lên chùa hoài nó khỏi mua khỏi bán để cái tiền mày nấu nướng đó mày cho tao đi mua bông mua hoa có lý không? Còn gì lộn hả Lộn rửa lại thăm lại thầy? Thích xem thầy ăn hay gì vậy? Thầy không cần mà cứ mua hoài nó tóm gọn không biết sao không cần không nhiều quá ăn không hết còn dùm đưa tiền đi cái ta ăn món gì cái ta nói một món thôi đúng không chứ không phải là mình chia ngon chia dở hay là ấy nhưng mà hồi lựa món gì người ta không ăn cứ cho còn cái thì người ta ăn không cho Bảo biết thầy thích món gì đâu thầy. biết không biết rồi mấy người thân thuộc này mấy người cúng thân thuộc lên hoài chứ đâu phải thầy nói là người lạ thầy không nói nhưng mà nấu chi cứ làm nồi gì quá trời Nằm cái trứng cô nấu củi không à thầy nấu con bếp gà mini hết mình thăm đồ chứ nấu cũng chịu không nổi đâu nấu bếp gà mini chịu nổi ừ nấu ít ít nhỏ nhỏ là chơi được còn nấu nhiều thua bếp gà mini tốn tiền này không mình dạ không này ta bình ga giờ nhiêu thầy bình ga này chắc đổi hồi đó 8.000 giờ không biết có 8.000 hay 10.000 còn bình ga lớn thì giờ 400 500 400 mấy 500 á giờ bình ga lên nè bình lớn 600 á bình ga đó 600 700 gì vậy thầy Ủa chùa mình là không có xài ga lớn hả thầy? nói nè À có cái gì mà thầy không có không muốn xài thôi à. không có xài thì giả đò Cái này chối tiền thầy. gì mà không có Thầy mà ăn 5 trứng này tối khỏi ăn cơm. sư cô bà ăn yếu và cũng muốn công cao để sợ trứng nóng gì bóc bằng tay luôn tính đi chỗ khác
Rầm héo à. Vậy con lấy nó héo bằng khôn. Chanh nó chua. Chua không tắt. Chanh ơi cuốn trái giò ha, ta lấy gì chua chua là nó giòn. Muốn chiên cái gì ta nặng vô miếng chanh nó mới giòn à. Không bỏ ớt vô cho nó cay cay xíu rồi. Được qua cái để hàm nó ăn cuối còn. Nó nước tương hay gì thầy? Nước tiêu với chanh. Bị bấy này hết ngon. Trứng cũ hay sao này? Trứng cũ hay sao? Trứng cũ qua hâm lại. Qua cũng mười cứng mười hột sẵn rồi. Nào qua thầy ăn 4 trứng còn à 5 trứng là hôm nay còn 5 trứng thầy hâm lễ thầy ăn. Không ngon. Con bị khối. Không ngon mà hôm qua phải không? Hôm qua hàng tươi hôm nay để qua đêm mà hàng nó không có ngon. Con nó bị bấy. Giờ mình ăn chồng đỏ với chồng trắng thôi hả? Nó không bị hư. Nếu mà hôm qua chắc để tủ lạnh không sao. Tại thầy để ngoài. Không, nó ăn vậy nguy hiểm. Bệnh luôn á. À, để tủ lạnh ăn nguy hiểm hơn hả? Ừ, bệnh á. Ăn mà lấy ra tủ lạnh nhiều cái bỏ ăn ung thư. Rau cải cũng vậy, ăn vô ung thư hoặc là bị ngộ độc luôn. Chết luôn cái chỗ. Rau cải không được bỏ vô tủ. Để hư tủ mà lại tủ nó lại.
cái cây bị úng. Có nghĩa là người ta để chế độ mát á, không lạnh, mát thôi, giống như quạt gió á, rồi mới cái cây còn đâu còn không hư. Lạnh quá nó cũng bị úng, nó bị hư luôn. Trong siêu thị á, người ta để đó là cho bán trong nhà hay ngoài, nhưng mà ta tưởng là mở ra luôn, mở ra luôn luôn, cái nó khỏi cái gió cái ra ngoài, chứ không có để là đóng cửa kiến lại. Với người ta thay thế cho cái máy lạnh á, hộp vịt lộn này mà ăn ngon thì ăn con nhỏ hay con bự hả? Con nhỏ ngon. Nhỏ ngon hơn bự. Bớn hư rồi. Không bỏ. Ngon đó. Giờ mua thêm mấy trứng nữa cho thầy ạ. À? Ăn nổi không? Ngán.